bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022. BXH đội tuyển bóng đá Việt Nam mới nhất. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. 20 giờ 0 phút ngày 14 tháng 11. Việt Nam với UE, VTC1, VTC3, VTV5. 19 giờ 45 phút ngày 14 tháng 11. Malaysia với Thái Lan, VTC9. Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại đây. www.soctan.com/soc.o.co.vn. Kết quả và lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lượt đi: Thái Lan 0-0 Việt Nam, Indonesia mùng 2 tháng 3 Malaysia, Indonesia 0-3 Thái Lan, Malaysia mùng 1 tháng 2 UE, Việt Nam 1-0 Malaysia, UE 5-0 Indonesia, Indonesia mùng 1 tháng 3 Việt Nam, Thái Lan mùng 2 tháng 1 UE. 20 giờ 0 phút ngày 14 tháng 11, Việt Nam với UE, VTC1, VTC3, VTV5. 19 giờ 45 phút ngày 14 tháng 11, Malaysia với Thái Lan, VTC9. Lượt về: ngày 19 tháng 11 năm 2019, Việt Nam với Thái Lan, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Malaysia với Indonesia, VTC1, VTC3. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, UE với Malaysia, VTC1, VTC3. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Thái Lan với Indonesia, VTC1, VTC3. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Malaysia với Việt Nam, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Indonesia với UE, VTC1, VTC3. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, Việt Nam với Indonesia, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, UE với Thái Lan, VTC1, VTC3. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, UE với Việt Nam, VTC1, VTC3, VTV5. Ngày 9 tháng 6 năm 2020, Thái Lan với Malaysia, VTC1, VTC3. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam được trực tiếp trên VTC1, VTC3, các kênh VOV, VTV5, VTV6, VTVCAP, HTV Thể thao, Truyền hình Vĩnh Long, Truyền hình Nhân dân, BTV2 và KPM.